Xin hàng nhiệt độ lệ xin chào các bác. Hôm nay em vừa về hai cái chiếc máy rửa bát Panasonic mới nguyên thùng, em vừa bóc ra xong. Để cái ra có một người quay hộ cho thì sẽ quay clip để bóc đai cho các bác xem. Hai con mới nguyên thùng, nguyên đai, nguyên kiện các bác nhé, vừa nhập về xong. Đây là một cái mẫu máy rửa bát mà em bán rất là chạy, lâu nay không có hàng, đợt này mới nhập được hai chiếc. Đây là TH1 các bạn, SECN. Bọn này nó sử dụng điện lưới 220V luôn nhé, cho nên rất là tiện lợi. Đây, rất là tiện luôn cho thị trường Việt Nam mình. Tình trạng máy mới nguyên thùng xốp. Nguyên thùng xốp các nhé, vừa bóc ra. Thiết kế rất là đẹp luôn, đời mới, cực đẹp. Cực đẹp các bạn nhé. Đây, mới tinh nguyên thùng, nguyên đai. TH1 SECN mặt Meca cực đẹp luôn ạ. Bọn này nó hiển thị các cái chức năng ở đây theo cái số điện tử, cái số mà nó chìm ở trong, không in sẵn. Rất là đẹp. TH1 SECN điện 220V, tần số 50Hz này, cực đẹp luôn. Mới tinh nguyên thùng các bạn. Đấy. Con này thì em sẽ không bóc ra vì là nó vẫn còn nguyên đai băng dính của nhà sản xuất, cho nên là em sẽ không bóc ạ, để nguyên. Đấy, các bạn nào mua thì em mới bóc ra nha các bạn nhé. Hàng mới tinh, vẫn là dòng 6 bộ. Panasonic bọn này thì chiều cao của nó chỉ có 60 phân thôi. Nó là cái mẫu mã mới. Đấy. Thiết kế vuông vức trông rất là sang trọng, mặt Meca sáng bóng, nguyên thùng xốp. Giá bán là 14.800.000 coi nhé, 14.800.000 chưa phí vận chuyển. Các bạn nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ nhé. Hàng mới tinh nguyên thùng vừa về, hàng rất là hiếm đấy ạ. Lần này dịch bệnh cho nên là các cái nguồn hàng không có đâu. Các bạn nào có nhu cầu lấy các bác liên hệ nhé. Chào các bạn.